Trước khi sử dụng máy, chúng ta cần chuẩn bị số lượng gạo cần để lọc sạn. Sản phẩm cho tỷ lệ lọc sạn là 100%, máy công suất 700kg đến 1000kg trên giờ, kiểu dáng đẹp, năng suất cao, ít hao điện, chất lượng ổn định, đặc biệt độ ổn thấp nên bạn không cần lo lắng. Máy sử dụng nguồn điện áp 220V, khi đã đổ gạo vào phiêu đựng, ta từ từ kéo thân gạt, để gạo xuống buồng làm việc của máy. Khi sử dụng máy lưu ý để trên bề mặt bằng phẳng, tránh ảnh hưởng đến chất lượng lọc sạn của máy. Sử dụng hai thao hoặc chậu đựng gạo và tấm sàn. Máy đạt công suất 0.37kW 1/2HP với trọng lượng 85kg, chế độ bảo hành chính hãng của công ty lên đến 12 tháng. Thank you.